Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chào bán chứng khoán Mỹ thất bại, VinFast lò vỡ nợ. Phía sau chúng tôi đây chính là tòa đại sứ quán của Mỹ tại Đức. Mỹ là một đất nước rất lớn và những công ty lớn muốn phát triển trên toàn cầu thì thường sang Mỹ để IPO, tức là để chào bán chứng khoán lần đầu ra thị trường thế giới. Và sự kiện kinh tế gây chấn động hiện nay đó là việc công ty VinFast đã thất bại trong việc chào bán chứng khoán lần đầu tại Mỹ. Mặc dù trước đó ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast đã quảng bá rầm rộ mở văn phòng tại Singapore để từ đó có thể IPO dễ dàng trên các nước, đặc biệt là ở Mỹ. Nhưng dường như mục tiêu này đã không đạt được và đẩy VinFast vào khả năng vỡ nợ rất lớn trong thời gian tới khi không huy động đủ 4 tỷ đô la tiền vốn mà ông Phạm Nhật Vượng đã tuyên bố rằng cần thiết để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. Nếu tính toán lại, chúng ta sẽ thấy rất rõ với 4 tỷ đô la thì không thể xây dựng được nhà máy và tiêu thụ những sản phẩm công nghệ cao như xe hơi điện. Bởi vì đó chỉ là một con số rất nhỏ để sản xuất một dòng xe như hãng VW ở Đức. Họ đã phải đầu tư đến vài chục tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng vừa xây nhà máy, vừa chào bán sản phẩm với 4 tỷ đô la thì có thể chỉ làm được những chiếc xe mẫu đầu tiên mà thôi. Và ông Tổng thống Mỹ Biden dường như cũng tin lời ông Phạm Nhật Vượng, cho nên đã đăng tải status trên tweet của mình để ủng hộ VinFast. Nhưng điều đó giờ đây ngày một xa vời. Và việc đổ vỡ IPO tại Mỹ đã xảy ra sau khi sự việc ra mắt xe VinFast tại Đức và chào bán ở đây vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, mà tờ Thời báo.d đã đăng tải. Các bạn cũng đã chia sẻ và bình luận rất nhiều. Đó là việc ra mắt và giới thiệu xe rất thảm hại ở trong một khu nhà kho tồi tàn được cải tạo lại thành canteen cho công nhân ăn uống mà thôi. Và những người Việt Nam ở đây khi đến được mời uống một cốc nước hoặc một cốc cà phê, mặc dù họ có thể đi xa 400-500 km, thậm chí ở nhiều nước khác đến dự và sau đó chụp ảnh quay phim rồi ra về. Những người tham dự đã nói với tôi rằng có một số người đã nhẹ dạ đặt tiền trước để mua xe VinFast và họ đã trả trước là 150 euro để đặt một chiếc xe VinFast. Hy vọng rằng VinFast sẽ giảm giá cho họ khi nhận xe. Tuy nhiên điều này còn lâu mới đến, vì từ lúc VinFast chào IPO cho đến lúc xây dựng xong nhà máy, thử nghiệm và bán ra được thị trường Mỹ rồi đến thị trường Đức, đó là cả một quá trình rất dài. 150 euro của họ có thể sẽ mất đi. Đó là số tiền tương đương chỉ với khoảng 4 triệu đồng Việt Nam. Và Đài Á Châu Tự Do đã có đưa ra bình luận: IPO của VinFast tại Mỹ có thể bị trì hoãn đến năm 2023. Chủ tịch tập đoàn VinGroup của Việt Nam vào hôm 11 tháng 5 cho biết đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, viết tắt là IPO, tại Mỹ cho VinFast có thể bị trì hoãn sang năm do tính bất ổn của thị trường. Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng cho biết như thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty và cho biết dự kiến ban đầu IPO sẽ diễn ra vào quý 4 nhưng giờ đây đã thất bại. Ông nói, chúng tôi đang hướng đến một đợt IPO trong quý 4 nhưng thị trường đang có rất nhiều bất ổn. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể lùi lại sang năm. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời ông Vượng nói như vậy. IPO không chỉ là để gây quỹ, nó còn nhằm tiếp thị và khẳng định vị thế của VinFast trên toàn cầu, ông Vượng nói tiếp. Công ty có trụ sở đặt tại Singapore của VinFast đã đệ đơn xin IPO với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Trong lúc công ty sẵn sàng đầu tư 4 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy ở Mỹ. Tỷ phú đi lên từ mì gói và thành công nhờ thị trường địa ốc cho biết thêm rằng nhà máy sản xuất chip và các bộ phận khác của ô tô ở Thượng Hải bị đóng cửa do các biện pháp phòng chống COVID-19 của Trung Quốc gây nên gián đoạn ở chuỗi cung ứng. Nhưng ông Vượng đã tìm cách trấn an các cổ đông rằng công ty khởi nghiệp sẽ tiến hành IPO cho dù thị trường có bất ổn như thế nào. Được biết, IPO tức là phát hành công khai lần đầu.
phát hành công khai lần đầu, còn gọi tắt là IPO, cho việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn và với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng. Bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Văn Đài, một người am hiểu về tình hình chính trị trong và ngoài nước cũng như các hoạt động của các công ty nhà nước và những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cấu kết với tư nhân, ông cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc VinFast đã lừa dối khách hàng ra sao. Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast đã nói láo như thế nào? Vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022, Vingroup tổ chức đại hội cổ đông Vingroup thường niên. Xe điện VinFast gần như là mối quan tâm chính của cổ đông. Khi một cổ đông đặt câu hỏi rằng lượng xe đặt hàng của VinFast có như kỳ vọng và chiến lược bán hàng của Vingroup hay không? Ông Phạm Nhật Vượng trả lời: năm nay số lượng đơn đặt hàng đã đạt 4.000, phù hợp với kế hoạch sản xuất 17.000 xe xuất xưởng. Vậy mà vào hồi đầu tháng 1, VinFast công bố ngay trong ngày đầu mở bán xe điện VinFast đã có tới 20.000 đơn đặt hàng cho mẫu VF8 và VF9. Mới đây, tới nay là 5 tháng đã lên đến 70.000 đơn đặt hàng. Họ nói như vậy. Trước đó, khi mở bán mẫu ô tô điện đầu tiên VinFast E34, VinFast thu về 4.000 đơn đặt cọc trong 12 giờ. Lượng đặt cọc sau đó tăng lên tới 25.000 xe sau 3 tháng. Như vậy, trên truyền thông thì ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast đã cho rằng họ nói láo, lừa dối khách hàng và người dân trong và ngoài nước. Nhưng trong đại hội cổ đông thì ông Phạm Nhật Vượng bắt buộc phải nói thật, vì đây là những nhà đầu tư. Tức là chỉ có 4.000 đơn đặt hàng và năng lực chỉ sản xuất được có 17.000 chiếc xe VinFast trong năm 2022, một con số rất ít ỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chào bán chứng khoán tại Mỹ thất bại, VinFast đối diện nguy cơ vỡ nợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.